Mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt ở tỉnh biên của An Giang các bạn. Thì ở đây mình được biết về một người đàn ông, một ông lão các bạn, sống ở trong một cái khu vực hẻo lánh cũng như cái khu vực rừng cây này các bạn. Sống cô độc ở đây. Trong khi đó thì không hiểu lý do vì sao thì ông cụ này bị bệnh, một cái căn bệnh khá là lạ các bạn. Nghe đâu là bị lở loét cũng như bị ăn hết cả mặt cả người. Cũng có khả năng là do ăn nhậu nhiều các bạn. Nghe người ta nói thì ông này ăn nhậu khá là nhiều nên mình mới ghé thăm cũng như chia sẻ với cuộc sống của ông này cho mọi người cũng biết. Lắm chó chứ trời. Chó nuôi bây giờ ăn thịt đó. 2, 4, 6. Ông này nhỏ giờ là ăn thịt hết đó. À ăn thịt đó hả? Là ông này ông nghiện thịt chó hay sao? Ông nhỏ với ông ăn thịt chó. Ồ cái mặt bị gì cơ? Cái căn nhà. Chó bị hành hạ. Biết ông bị cái gì đó. Thế căn nhà thì nó nát tươm nát bấy, nằm ở ngay giữa cái vùng cây này. Ồ, cái mặt giờ nó bị Chào ông đang làm gì đây? Ông đang làm gì đây? Em ghé hỏi thăm, con ghé hỏi thăm xíu. Ông hay là con đẩy mẹ nó sủa đủ má giật cả mình. Đi. Dậy. Ông ăn cơm chưa ông? Không ăn đâu. Sáng giờ không ăn hả? Dạ. Sao không ăn cơm? Cơm? Uống rượu rồi là khỏi ăn cơm. Ăn có chút cháo. Ăn có chút cháo thôi hả? À. Ông sống ở đây có một mình hay không? Sống với bà vợ bây giờ bỏ đi à. Có nghĩa là sống với bà vợ thấy bị đau cho nên bà vợ bỏ đi hả? À. Là bỏ đi lâu chưa cơ? Đó là tháng rồi hả? Bà đó là ở trên cái núi cho nó. Dạ, rồi chú cho hỏi chú tên gì? Chú tên gì? Sơn. Sơn hả? Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thế này mới 5-6 tuổi thôi hả? À, chú 5-6 mà vợ chú hình như 7 mấy đúng không? À, chú 5 mấy, bà 7 mấy. À, chênh lệch nhau gần 20 tuổi cả. 14 tuổi. 14 tuổi hả? À, cũng như gặp bà này bà sau. À, bà sau chứ không phải là bà trước hả? Gặp bà sao? À. Còn bà trước chết. Bà trước bị chết. À. Xong bắt đầu là chú mới gặp cái bà này, mới là bà đằng sau. Gặp bà này thì sống cũng được năm mấy. Sống được năm mấy rồi cơ? Sống được năm mấy rồi giờ bỏ đi rồi. À. Chú cho hỏi cái mặt chú bị làm sao vậy? Bị sao hồ cho sách kè đẻ mấy con tháng gì cái nổi như lắc sữa vậy đó. À. Rồi cái mà mất Mỹ rồi đó, đó sức vô cái lầy cái rồi đó. Có nghĩa là từ cái lúc mà cha sinh mẹ đẻ đến cho nên là đã bị rồi. À. Mà đó là ba cái mục này nó mới nổi cũng ba cũng năm nay. Xong dần dần là nó đem nó lở lét ra hả? Chú bỏ mũ ra cho con coi tí được không? Hả? Bỏ mũ ra cho con xem tí được không? À, hết nguyên cái mặt luôn rồi hả? Trời ơi, sao nó ăn giữ cái mặt rồi? Rồi người có bị không chú hay chỉ cái mặt không? Không, cái này mình thì 3 bữa, 4 bữa cái nó ngứa. 3, 4 bữa nó ngứa? Cái nó lột miếng bánh lớn gì cái lột. Tính ra là nó ăn gần hết cái mặt luôn này kìa. Cái bắt đầu nó rát. Nó rát chứ nó không đau hả cơ? Rát nó đau. Nó rát nó đau? À. Nó đau cái bắt đầu 3, 4 bữa nó ngứa, cái bắt đầu lột ra, nó rát đau. Dạ, dạ. Còn ở chỗ này thì nó ăn hoài. Nó ăn sâu vào trong cái mũi luôn hả? Ăn mất cái mũi luôn này kìa. Gần đất lỗ mũi luôn rồi. Gần đất lỗ mũi luôn hả? Ừ. À. Chú nuôi chó chi mà nuôi nhiều chứ chú? Thì hồi bà còn đi kiếm ăn á. Thì thấy con đổ mà mình nuôi. Ừ. Nuôi bán. Nuôi bán hả? Ừ. Bán hay ăn thịt? Bán. Bán hả? Ừ. Mình nuôi nó nuôi mình. À, mình nuôi nó nuôi mình. Ừ. Cái tay của chú có bị sao hả? Hả? Tay bên này cũng bị nó hay sao? Đó. Con nó cũng bị lở mà đúng không? Cái này nó khô da. Cũng bị chen cái mặt kìa. Nó không có lở. Nó gì.
Người người có bị gì không? À, người nói chung là bị khắp người luôn hả? Thì cũng như, như cái này mà nó chịu lỡ là nó đen đen rồi mà. À có nghĩa là nó lỡ là không giống y chang cái đó luôn, đúng không? Thì bây giờ nó chưa chắc chưa tới thời kỳ của nó. Vậy là giờ sống ở đây có một mình thôi. Thì bây giờ cũng có mình. Ừ. Rồi hàng ngày chú làm cái gì? Tối trời có thấy đường đâu mà làm gì? Mắt mũi không thấy đường luôn hả? Mờ mờ thấy mờ. Rồi làm sao mà nấu ăn được? Mò được. Mò được hả? Mò được. À. Rồi mình đi mua vụ sao chú? Có anh em lại chơi thăm mà mua. À vẫn có. Tiệm đó thì phụ mình còn sáng thì mình còn mò đường đi được. À nhưng mà chú uống rượu dữ lắm hả? Trời ơi. Bây giờ hồi đó thì mình còn khỏe đó. Đi mặn mướn rồi đó. Ừ. Người ta uống mà biết làm như không uống cái nó dung tay. Không uống là run hả? Ừ. Rồi bây giờ là một ngày chú uống bao nhiêu lít? Tối ngày chắc là nửa lít. Tối ngày nửa lít hả? Ừ. Nhưng mà cái bình ở cái mặt chú là bị từ bao giờ vậy? Thì hồi nhỏ tới lớn đó. Nhỏ đến lớn đã bị rồi. À. Chú có ăn thịt chó không? Con gì cũng không từ hết trơn. Con gì cũng không từ. Con là ăn hết tất cả các con nào cũng ăn đúng không? Cũng làm, cũng gì cũng làm, rắn hổ, rắn độc gì cũng làm láng. À. Chú ăn vậy sợ nhiều khi nó bị cương với chú. Không có. Vậy là có nghĩa là rắn hay chuột hay là cái gì đi chăng nữa là chú có là chú ăn rồi đúng không? Cũng không có bị gì hết. Giờ chỉ là đi nắng đó. Ừ. Là nó rát. À đi nắng là nó rát. Rát rồi có đầu nó đỏ tươi, có đầu nó lọt ra. À. Có đầu nó hồng, có đầu. Thì chú cho hỏi chú có đứa con nào không? Bây giờ có đứa con mà nó có vợ rồi, bây giờ nó làm không đủ ăn, nó cũng 2-3 tháng rồi, trong 2 năm. Rồi nó có về thăm chú không? Vì nó ở xa, nó không có tiền gì hết. Ừ, là nó không về luôn đúng không? Không về thăm chú luôn đúng không? Không. Vậy là đất này không phải lấy đất của nhà mình, mà đất của người ta hả? Đất của mình mà người ta giật, người ta lấy cùng bà con với nhau đó. Vậy là bây giờ là mình ở đâu à? Hồi đó là bên nhà đó có công mấy gì đó mà không có làm giấy tờ. Dạ dạ, rồi chú ngủ ở đâu? Hả? Chú ngủ ở đâu? Tối ngủ ở đâu? Tối thì ngủ trong nhà nhỏ nè. À, chú dẫn con vô thăm được không? Còn cái nhà lớn sao không ở? Nhà lớn, nhà nhỏ gì cũng có hết trơn. À. Không, có cái bệnh bây giờ là mới có 2 năm nay mà cái bệnh nó dập bẻ. 2 năm nay bị cái dọc bẻ hả? Là tối chú ngủ ở trong cái chỗ này đấy hả? Ngủ đó cũng có mà ngủ trong này cũng có. À. Nói chung thì làm gì cũng được. Kéo khẩu trang này thì cũng là cái này. Ừ. Rồi chú mở cửa vô đi. Là ăn ngủ ở đây. Ngủ giọng. À. Còn có vô đây thăm luôn. Trong đó là gì chú? Cái quần áo gì chứ. Năm mấy tuổi mà con tưởng là 70-80 rồi chứ. Ồ, quần áo trong nhà quá trời luôn ha. Thì người ta cho không chứ. Vô đây thì nằm cũng vậy đó. À, trong này chỉ là quần áo hoặc là ấy thôi. Nhưng mà nhà thì thấy toàn anh sao không? Rồi ra đây chú. Mà đau cũng không biết giờ nào chết, giờ nào sống. Không biết giờ nào sống, chứ giờ nào chết hả? Ừ. Giờ mình nấu ăn cái món gì ở dưới này đây chú? Hả? À? Nấu ăn cái gì ở dưới này đây? Nấu cháo mà. Cái nồi gì ở trong... Nồi cá kho cho chó nè. Cái nồi này à, chú cho nó coi được không? Hả? Bởi vì... gần cái tháng rồi mình ăn nó không hết rồi bây giờ kho hâm cho chó ăn. À có nghĩa là đồ của chú nhưng mà chú ăn không hết rồi chú cho chó hả? Không, là vì nó thiêu đó, để lâu nó thiêu đó. Ừ. Mình mới cho nó ăn. Bây giờ cũng không có tiền mua gì ăn, bây giờ mình ăn nước tương. Có nghĩa là giờ là chú ăn nước tương. Cái châu đó. À ăn mì ăn nước tương đúng không? Có gì đâu ăn. Là sao chú? Thì, ở trầm sớm đây nói tối ngày ăn nhậu vậy chứ mình tối ngày nó làm gì được. Ừ. Có nghĩa là giờ không làm được gì cho nên là cứ ăn nhậu thôi đúng không? Anh em lợi chứ đâu phải anh làm mà. Hồi
Rồi không đi, không đi làm thì lấy tiền đâu nhậu cơ? Thì anh em người ta đi làm. Anh em người ta làm người ta cho hả hay gì? Anh em người ta đâu ngồi chơi hồi đó, giờ mình đi làm đó, quen bây giờ mình vậy nó mần rồi cái lợi nó nhậu. Nó mua lợi mình nhậu có nhiêu. Ừ. Rồi sáng rồi chú uống bao nhiêu rồi? Sáng giờ thì cũng có xì nhiêu. Ừ, sáng giờ mới có xì thôi hả? Ừ. Còn cái nồi gì trên trên giường đây chú? Nồi cháo. Chú tự nấu luôn hả? Tự giờ sáng là thức dậy là nấu nồi cháo. Ăn được chén. Ăn được. Là... ăn được chén cháo. Ờ, còn nhiêu thì để cho chó ăn, điều này chưa nấu. Để cho chó ăn rồi mình ăn cái gì? Ăn chén rồi. À, một chén rồi về tối nhìn luôn hả? Ừ. Vậy là có ngày ngày ăn có bữa thế à? Bữa khi xiên thì nấu, còn không xiên thì nghỉ. À, xiên thì nấu mà không xiên thì nhịn đúng không? Ừ. Thấy đường thì nấu còn không thấy. Ừ. Sao mà chú lạnh hay sao? Chú mặc cái áo dày chứ vậy? Bị từ nãy giờ đi xuống nhà em đi sạc cái đèn. À. Sạc cái đèn này. Dạ, dạ không có điện hả chú? Bị không có điện. À, có là nhà không có điện. À. Sạc cái đèn đó là mình điện. Dạ, dạ, dạ. Rồi chú còn hỏi là chú cái mặt chú bì như vậy là chú đi được người ta có sợ không? Hả? Chú cái mặt chú bì như vậy thì người chú đi đường người ta có sợ không? Không. Mà ở đây rồi đó giờ ít coi sao. Giống kiểu người ta quen rồi á hả? Ừ. Ừ. Thế nên người ta cũng không có sợ, người ta cũng không gớm gì đúng không? Ừ. Ừ. Thì anh em cũng nhậu chung vài chứ đâu có. Dạ dạ. Rồi rồi lý do là sao mà bà mấy chú bỏ nhau? Nó nghe là người ta nói chung á mình cũng cũng có chữ thề này kia rồi bà cũng này. Ừ. Chú đánh bả phải không? Đánh thì vợ giờ... đã nghe cô kia nói chú chửi bới đánh quá bả bỏ đi rồi. Cô nào? Cái cô ngoài đầu đường á. Trời ơi, ở đây nó ghét tôi thì nó nói vậy. Ừ. Nhưng mà chú không không đánh bà đúng không? Có. Nhưng mà lúc đánh mà đánh giỡn thôi. À, ý là đánh nhẹ đánh nhiều thôi đúng không? Đi chở về mới chở về đợt sau này nghe lời ta là đi luôn đó. À. Tao gần mười mấy ngày, 20 ngày rồi. À, có là đi được gần 22. Trước là nghe lời về bỏ về xong là giờ lại đi tiếp. Ừ. Thì tôi cũng chơi nó ngay cũng nó đi con cháu nó vô tình á. Ừ. Rồi nó nghe lời sao nó cho nó ai cho nó gì đó nó cũng không lấy chứ. Ừ. Rồi nó mày ăn quần què hay gì mà không ăn cơm hay gì. Nói vậy mà nó cười kêu nó bỏ đi đi rồi chiều nó về. Nó bắt tôi nấu cơm thì tôi cũng nấu ăn rồi. Rồi ăn rồi nó tao xây mày dọn dẹp. Ăn rồi nó bỏ đi luôn tao giờ cũng. À. Mỗi lần chú nhậu xỉn vô mới chửi hay sao? Bỏ đâu. Chú nhậu vào chú có hay chửi bà không? Căn bản là do mình nói là chú với bà là do chú ít tuổi hơn bà. Thì mình chửi thề chứ. Ừ. Còn là chú nó hơn 50 mà bà 76. Hơn nhau mười mấy gần 20 tuổi. 79. 79 rồi. Đâu, 7 mấy chứ? 79. 79 hả? Thì bà lớn hơn tôi 14 tuổi. À, vậy là 6 mấy, con nhớ là 60 mấy. Thì tôi 50, 55 đi. 70. Bà 70 mấy rồi. À 70. Thế sao chú không bỏ nhậu bớt để cho bà ở nhà với chú? Định hả này á là đi kêu về mà chắc có nghe lời người ta bà ở trên núi rồi đó. Nhưng mà chú có nhớ bà không? Sao không nhớ, thấy đường đâu đi. Nhớ lắm mà không thấy đường để đi tìm bà hả? Đi thì ngoài đường đi cũng được mà đi làm như cái chiếc xe lớn á nó chạy ngang cái làm như muốn chú nhổ ra à rồi mới không dám đi. À rồi rồi chú có hỏi là cái mặt của chú bị như vậy chú không đi uống thuốc hay không có gì à? Tiền đâu uống, không có tiền để uống luôn đó hả? Thế xưa sống chung với bà có lo cho chú đi khám bệnh mua thuốc uống không? Không đâu, thì chỉ là đau gió mái thì có đi mua thuốc tiệm đồ uống vậy. Ừ. Vậy là chú gặp bà được sống với bà được bao nhiêu năm rồi? Cũng năm mấy rồi. Năm mấy, mới có năm mấy thôi hả? Ừ. À nhưng mà cái mặt của chú là bị mấy năm rồi, là có nên nó lỏ mới nhiều ra như vậy là mấy năm rồi? Cũng năm nay. Mới có năm nay thôi hả? Ừ. Trước thì nó chắc nó lát lát thôi không chú? Trước thì đi trắng thì nó lột như vậy là hồi trước nó cũng vậy nè. Ừ. Nó đen đen vậy nè, bây giờ thì cái cũng như cái một dù vậy đó. À. Cái này có lây không chú hả?
không đâu. Có một con đó, bây giờ cũng nó hai mấy tuổi, nó tuổi heo đó. Con chú có bị giống chú không? Không. Có là con mình chú là bị thôi đúng không? Đó, sao con nghe nói là chú ăn thịt chó thứ nhiều nhưng nó mới bị? Không có. Có đoàn nó ăn vậy chứ. Cũng mấy năm trời rồi cũng không có ăn. À. Mặt mình bị vậy mình kiên cử đừng ăn những cái đồ nó cương ấy chú. Đúng. Chú ăn hết luôn con gì chú cũng lại hết. Chuột cống cũng ăn à? Bây giờ nó hỏi có thì ăn chứ. Bây giờ không có tiền mua cá mua đồ ăn rồi thì tuyệt chẳng luôn. Còn nó đi thì lâu lâu về cũng mua cá mua đồ cũng được. Bây giờ nó đi bây giờ nằm cũng hai cũng tháng nay tháng nào. Là cứ ăn mới nằm ở nhà vậy là lấy lên không có tiền để mà ăn thì làm sao? Không, thì nó để rồi được mấy trăm ngàn gì đó rồi. Mà có nghĩa là con bà đi cũng để lại mấy trăm ngàn. Thì bỏ giận rồi bỏ lại mấy trăm ngàn. Đi nhưng mà vẫn để. Có nghĩa là bà bỏ đi nhưng mà vẫn để lại tiền cho chú ăn hả? Rồi bây giờ còn tiền ăn không? Còn đâu, hết hôm nay. Hết rồi, mấy ngày nay là chỉ có ăn cháo không hả? Mấy cháo nhất tài. Ăn cháo mấy nước tương. Bởi vì nuôi có cho nó ăn gì đó. Ốm đau bệnh tật. Chú không ăn gà nhiều lắm hay gì lông gà đóng ghê trời. Gà nó chết rồi chị em người ta cho đóng lông gà. Có nghĩa là người ta chết xong là người ta cho chú làm thịt hả? À. Có là những cái con vật gì mà chết là người ta cho chú ăn hết đúng không? Chỉ là những cái con mà nó chết á, người ta mang tới người ta cho thì chú vẫn làm thịt chú ăn. Đúng không? Dân hổ chuột cống. Có khi nào mà do là chú ăn mấy cái con mà chết rồi nên nó mới bị bệnh mấy không? Mấy chuột cống ở dưới ông cống giờ lắm chú đừng ăn đấy chú. Mà nó nói sao thì nó không mất được. Ừ. Chú nói là chuột cống, chuột bạch, chuột gì chú cũng ăn hết đấy, đúng không? Dân hổ cũng làm mà. Dân hổ cũng ăn luôn hả? Vậy cho mình nói vậy chết đi. Không mất được đâu mà. À, nhưng mà người có ta cho. Lại quất. À, dễ nó bắt người ta dục rồi chết ai chứ mà cho. Cái mặt bị nhìn ghê quá. Đúng. Tôi còn là dòm kiến tôi còn sợ tôi. À, có nghĩa là chú nhìn kiến chú còn thấy sợ mình nữa hả? Ừ. À. Tại mà trời nó định cho mình vậy rồi, mình biết nói sao giờ. À. Thì hôm nay nói với anh em hôm nay mà nói trong mình á buồn tính có thuốc mà uống thuốc mà chết thôi. À. Còn có nghĩa là chú buồn quá là chú tính bảo là có tiền mua thuốc ra uống để chết à, hả? Ừ. Ừ. Sao lại phải không được. Làm không được không có tiền. Người đau nữa thì biết sao. Ừ. Nói chứ lâu lâu có giọt khỏe nó quýu gì nè muốn mất thở luôn. Ừ. Nói mình vậy chắc mình đâu có tắm rửa mặt rồi được đâu hả chứ? Khăn chùi. Lấy khăn chùi á? Chứ về... rửa nước nó bả ra. Ờ, nước thì... Nó rã vậy. Mài ra nhìn. Nó lầy. Dạ. Bởi vì nắng thì nó tốt, còn mưa thì nó lầy. À. Bởi vì nó khó chịu cho mình. À. Mấy lúc mà trời sáng xe lạnh kiểu như trời gần Tết này chắc rác dữ hay chú hay nhất ha? Đúng. Dạ. Bị nó lọt ra cái nó... Vậy là mắt chú bây giờ là không nhìn thấy đường nữa hả? Thấy cũng mờ mờ. Chắc hư hết con. Cái con mắt bên quá. Kia dấu ô nó chảy thấy ô cái mắt nó đỏ như thế ấy luôn à? Đúng là con này á thì còn mờ mờ, còn con bên đây thì nó hết luôn. Con này đấy là hết luôn rồi, thấy nó đỏ au rồi giống như thế là... Đứt bóng rồi. Nó không còn cái gì luôn, chỉ có một màu đỏ thôi. Mà bằng đêm cái bắt đầu mình ngủ cái nhắm mắt ra cây sáng là mắt nó dính, nó hiếp lại. À nó dính luôn giống máu nó chảy ra đó. Dấu đang chảy máu mắt hay sao á? Rồi cái đầu chân ngoài nó dính lại nó cũng đau, bao lâu phải lấy giấy nè. Ừ, nó dấu thấm chùi hả? Thấm nước ôn côn ấy thuốc giữa đó. Dạ. Mình chùi. Nhìn ghê quá. Thế chú để cái miếng giấy đó để lau á hả chú? Ừ. Chú cầm cái miếng giấy không? Có nghĩa là lúc nào cũng dùng giấy để lau ướt ra là lau đúng không? Có thì cũng như có sẵn hết rồi. À, có sẵn rồi. À, mình có nước nó chảy ra về cái mình lấy chùi. Dạ, thế tội quá. Nhưng mà cái này mình phải có cái phương thức gì để tránh cho những cái con như là con ruồi đồ nó bao vào xong này nó càng ấy nó càng nhiễm trùng. Đúng rồi đúng rồi.
Tại vì ruồi rồi nó bâu những cái nơi con ruồi nó cũng đậu mình biết cái... Chú ở đây một mình chú không sợ hả chú? Hả? Chú ở đây một mình chú không sợ hả? Cũng ở hương đất phương bà, mình muốn coi không có ruồi thì mình lấy này. Ừ. Không có ruồi thì đeo khẩu trang hả? Ngày tối sờ ma không chú? Hả? Sờ ma không? Sống nhỏ tới lớn đất ông bà mình ở đây, đó chờ mã đó nhóc luôn. À, cái bên xung quanh đây là tần là mồ mã không ạ? Ở đó cũng mã luôn. Nhưng mà chú có gặp cái gì không? Không. Có bị nào bị kéo chân kéo tay gì không? Không. Có kéo chân kéo tay là bị có cái này bị bùa cái gì làm này. Bùa là sao chú? Bùa làm ma làm quỷ gì nó vô nó nhát mình thôi. Mà giờ tôi có nên tôi nói anh em tôi không tin. Nói sao cơ? Thì nó làm bùa này kia. Mà chú có biết ai làm không? Theo như chú đó là bùa gì? Và ai làm? Bùa ma. Bùa ma hả? Bùa ma là bùa gì? Mà vô tôi không nói. Ừ. Còn mà vô không nói mà tôi nói là mình lúc mà còn hơi sáng sáng, cái bùa giạc ở trong đó đó. Ừ. Vô nó giỡn là... Đội đánh, tôi thấy không giỡn nha. Là ma nó vào nó giỡn hả? Ừ. Nó không giỡn, gọi đội nó nhào vô, tôi vật vậy còn thôi là vô cảnh gián là vẫy đầu. Nhưng mà ai chú? Ai vào? Ma quỷ nó giỡn hả? Ừ. Thế chú có thấy nó không? Mà có thấy đâu. Ừ. Thì thấy nhưng mà bóng thôi không? Ừ. Nhưng mà theo như chú thì ai bỏ bùa chú? Người ta mình nghe anh ta nói sao mà một người không chết, người không đi. À. À. Thì bà con mình ở đây chứ đâu. Ừ. Mà xưa chú có làm gì người ta không? Người ta không đó. Thì đất đó, đó nhà bên đó nó dành nó bây giờ. Cha mẹ thì chết hết rồi. Rồi cha nó cũng chết bây giờ, nó anh em nó nhiều. Rồi nó đất mình phải có giấy tờ chứ sao nói người ta dành được chứ? Không, hồi đó bây giờ bà già mình, rồi ông cậu, rồi anh em... À, không có làm giấy đó. Ừ. Hết bây giờ nó đông rồi, bây giờ nó quýnh tôi không biết nói đường nói mà trả rồi đó, mà nó còn quýnh mất thở lên xuống là bị đánh hả? Bị người ta đánh hả? Ừ. Chứ theo giờ trên bề mặt giấy tờ mình có nói miệng cũng đâu làm được gì đâu. Ừ. Mà nói có giấy tay giờ cũng không lợi nữa. Có giấy tay thì làm hồi đó nhỏ cũng ngu cái... Ông kia thì ông con. Thế con thấy chú đeo sao chuỗi nhiều quá. Mình đi chùa mình thỉnh hay là có ai tặng chú? Thì bà đem về nè. À có là chú cho con xem coi hai tay đeo nhiều không? Hai tay đeo 4 vòng. Đeo cái đó để làm gì chú? Niệm Phật. Niệm Phật hả? Ừ. Thế chú tối chú có niệm Phật không? Có. Giờ nào cũng niệm Phật. À. Ý là nhà mình hồi xưa là giờ là xuất gia luôn hay sao? Kiểu như là theo đạo Phật từ nhỏ luôn hay sao? Ừ. Nếu mình theo đạo Phật từ nhỏ là chú phải kiêng cử những cái con vật nên ăn và con vật không nên ăn, chứ chú ăn chó, ăn rùa, con gì chú ăn mấy con đó tánh linh, ăn gì không tốt đâu. Và nhiều khi... quả tới giờ cũng năm mấy rồi cũng yên, cũng đâu có ăn gì đâu. Là vợ chú hả? Hả? Vợ chú hả? Vợ khuyên tôi. À, bà khuyên chú là đừng ăn mấy cái con đó đúng không? Ừ. À. Thì cũng được, mà tại đó nghe lời người ta... Nghe lời người ta hay chứ, do chú đánh người ta, đánh bà thì bà mới bỏ đi chứ. Đánh nói chú nghe, mai mốt á bà có về đừng có chửi, đừng đánh, nhậu bớt ít lại vết thương mình nó đỡ, chứ mình nhậu đúng nhiều rồi. Quá mình không có thời gian để mình chăm sóc cơ thể mình. Ừ. Nó mới bị như vậy. Anh nhìn kỹ coi, cái lỗ mũi nó bị hóp vô một lỗ sâu luôn. Đúng rồi nó ăn đứt cái mũi luôn mà. Ăn đứt luôn tới trong rồi. Chú phải kiêng cử nhậu bớt, đừng ăn con này con kia. Chú ăn nhậu là bắt đầu không ai cứu được chú đâu. Ha. Thôi này ghé thăm chú nha. Tay mặt cô Kim bên Mỹ biếu cho chú 500 này. Dù gì thì cũng thấy chú bớt ăn nhậu đi thì may mới có người giúp chứ chú, mà cứ ăn nhậu là không ai giúp chú đâu nha. Ừ, dù sao thấy chú có bệnh tật rồi ở một mình nữa mà không có cơm nước ăn thì cũng tội. Cho nên là mình cũng thay mặt cô Kim bên Mỹ biếu cho chú 500 để chú mua thức ăn ha. Đây con gửi chú này. Cảm ơn cháu. Dạ. Thế này của cô Kim bên Mỹ, chú gửi lời cảm ơn cô Kim bên Mỹ á. Chú nhìn thử coi tờ đó bao nhiêu tiền ạ? Thì nói 500, viết 500. Ừ. Không, chú phải kiểm tra lại chứ, nhiều khi bạn này bán nóng vậy hả? Phải 500 không? Đúng 500 không? Đúng. Ừ. Rồi chú gửi lời cảm ơn cô Kim bên Mỹ đi. Hả? Chú gửi lời cảm ơn cô Kim ở bên Mỹ á. Dạ.
cảm ơn mấy cô giúp đỡ tôi. Thì cũng tôi mừng. Chào chúc mấy cô làm phát tài phát đạt. Dạ, mua cơm mua nước ăn chứ đừng nhậu nha. Rồi. Dạ. À, thưa quý vị và các bạn ơi, như các bạn nhìn thấy thì chú này kiểu là giống như chú bị bệnh tật đó các bạn. Không biết là bị cái con virus gì hay là do ăn uống không được hay vệ sinh cho nên là cái mặt chú nó mới bị như vậy các bạn. Dạ, cho nên là mình mới thấy chú tội quá thì cũng muốn ghé thăm chú để chia sẻ với chú một tí cho các bạn. Chứ thấy chú sống một mình như vậy thế tội quá. Nó lở hết à? Chó nó cũng lở giống y chang chú rồi. Nấu được bà con bà chửi, bà con cô bác chửi à, nhưng mà nhìn kìa. Y chang luôn ha. Không, cái lớp da màu đen à, cái mặt của nó y chang vậy đó, cái lớp da của nó cũng vậy luôn á. Không. À, thôi bây giờ mình cũng hôm bữa tôi đi vô nè. Xin dừng mới kết thúc video đây các bạn. Xin chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau. Bữa đây này, chơi nguyên cái da con chó này thì vô thú. Da con chó à? Chơi nguyên cái da con chó lên hàng.